kênh video của mình. Thì tiếp tục cái phần hoạt động thì hôm nay sẽ là cái event mà đua top lane server. Bây giờ cái acc chính của mình á, đợt hôm qua thì mình đã đua trong server hết rồi, nên hôm nay mình sẽ đua bằng cái acc của cái ông bạn trong liên minh của mình đó mọi người ha. Thì ngó sơ qua cái này có khoảng 200 sách không ạ, 200 sách rồi thêm một ít đen, 200 sách một ít đen rồi mọi người ha. Ok mọi người đón là lên tầm được bao nhiêu lượt chiến à? Chắc mình nếu mà mình nhìn vô đây thì tầm lên khoảng được 20 triệu lượt chiến các bạn, 20 triệu lượt chiến. Thì ngày mai hẹn mọi người 8 giờ tối ngày mai thì mình sẽ livestream trực tiếp giống như hôm nay vậy đó, để mình đọc sách cho mọi người coi rồi cùng nhau bình luận ha. Ok, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha.